chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì sáng ngày hôm nay bên Tuyền về cũng khá một số các xe hot các anh chị ha. Về team Fortuner, bản Legender đời 2022 cực kỳ đẹp luôn các anh chị nè. Rồi về Kia Seltos bản Premium đời 2021 đó ha. Và về thêm một chiếc xe bán tải các anh chị. Thì bữa giờ các anh chị và các bạn nào tài chính lanh hoanh khoảng 450 cho tới 500 triệu cần tìm mua cho mình một chiếc xe bán tải số tự động thì phải lấy ngay em này nha. Thì bên cạnh Tuyền đây là Nissan Navara phiên bản L các anh chị nè, số tự động một cầu đời 2018 nha, được nhập Thái Lan nguyên chiếc các anh chị, đi khoảng 52-55 nghìn km rồi. Bên Tuyền đang bán em này với giá là 479 triệu các anh chị ha. Thì bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu trắng các anh chị ha. Anh chủ lên cũng khá một số option đó, rất là chăm chút cho cái xe luôn. Lên cho mình nắp thùng thấp nè, rồi ốp xung quanh xe các anh chị ha. Đấy. Rồi, nước sơn còn khá là đẹp ha, liền lạc đồng màu từ trước ra sau, không có bị trầy xước gì hết các anh chị nha. Rồi, xe của mình là biển tỉnh nha, 78C09407 ha. Bên Tuyền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nữa các anh chị ha. Và xe này đời cao, Tuyền còn hỗ trợ các anh chị nhà mình vay ngân hàng lên đến 70% nha. Quan tâm chi tiết hơn về những thủ tục trả góp thì liên hệ Tuyền đi, Tuyền sẽ tính toán chi tiết hơn cho các anh chị nha. Đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền các anh chị ha. Anh chủ thì có ốp cho mình cái phần nắp capo nè, giúp cho cái xe của mình nó hầm hố hơn nha. Phần cản cũng không có bị trầy xước gì hết nha. Mấy cái ốp này là anh chủ trang bị thêm nè các anh chị. Mica đèn còn rất là đẹp ha, rất là kỹ nè. Ốp cho mình những cái viền đèn như thế này các anh chị. Đây, ốp về nè các anh chị ha, lớp nha. Năm vỏ zin theo xe các anh chị ha, độ gây gió còn cực kỳ sâu luôn. Ở đây anh chủ xài là vỏ đun lớp các anh chị, khá là xịn ha. Những cái gai li ti là vẫn còn nè. Ở đây thì Tuyền không có thấy cái đét vỏ ha. Đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 10 năm 2023 các anh chị nha. Có dán phim về che mưa, tay nắm cửa thì mạ rơm nè, có chén cửa và có bệ vớt luôn ha. Rồi cho các anh chị nhà mình nhìn sơ giúp Tuyền một vòng keo chỉ cửa nha. Keo chỉ cửa là nguyên zin các anh chị ha. Tất cả xe bên Tuyền khi bán ra thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nè, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Ốc chân cửa phía trước nguyên zin, tem mát từ nhà máy vẫn còn ha. Ốc chân cửa phía sau rồi các anh chị. Đấy, anh chủ có trang bị cho mình nè, bước chân ra vào nữa các anh chị nhé. Rồi, phần bên hông xe thì không có bị trầy xước hay là móp méo gì hết các anh chị. Ở đây thì anh chủ có lên cho mình một cái nắp thùng thấp các anh chị ha. Mình nên trang bị nắp thùng để nhiều khi mà mình đi xa các anh chị, mình có chở đồ này kia, mà những cái đồ cần thiết hay gì đó thì nó không có bị ướt ha, che nắng che mưa. Rồi, phần lòng thùng nè các anh chị, không có bị bể gì hết, không bị móp gì hết ha. Trầy xước là bình thường, thùng là mình chở đồ mà. Đấy. Rồi, Tuyền đóng lại nha. Bên Tuyền thì bán xe ra thì có bảo hành cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc là 5.000 cây động cơ và hộp số nữa các anh chị ha. Đây, bản của mình là bản L các anh chị. Ở phía sau thì Tuyền thấy có một cái cam. Cam này là camera hành trình phía sau các anh chị, gầm bệ nè. Sáng đẹp không vấn đề gì hết nhé. Rồi, phần đèn phía sau cũng còn rất là sáng nha, không có bị bể, không có bị vô nước ố mờ gì hết á. Rồi, xe của mình thì ghế da các anh chị, tông màu đen và tông màu nâu sàn 5D, trần 5D các anh chị nha. Tuyền sẽ tiến về khoang lái các anh chị ha. Xe mình để Tuyền tìm cái chìa khóa đây. Chìa khóa cơ các anh chị, có nút lock mở cửa ha. Cũng khá là đơn giản thôi. Rồi Tuyền sẽ nổ máy nha. Rồi, vô lăng này các anh chị. Vô lăng ở đây cũng khá là đơn giản ha, không có những cái phím bấm trên này. Có bị xước xước nhẹ như thế này. Đi 55.000 rồi, hao mòn ở những điểm như thế này là chuyện bình thường các anh chị ha. Rồi nhìn đồng hồ giúp Tuyền nè, 55.252 km nha. Trên đây táp lô thì anh chủ có trải thảm cho mình đó nè. Đấy, để bảo vệ phần táp lô bên dưới ha. Một cái camera hành trình của Vietmap anh chủ nhà mình lắp thêm các anh chị ha. Đấy, ở đây thì chỉ có một cái đầu CD zin theo xe thôi, chưa có màn hình ha. Nhưng mà anh chủ lên cho mình một cái cam này thì cũng khá là xịn rồi các anh chị. Đấy, có bản đồ trên này luôn, mình cũng không cần phải trang bị thêm màn hình chi ha. Ở đây thì cũng đầy đủ cho mình sử dụng rồi nè. Đấy, có bản đồ của Vietmap luôn. Rồi, dưới này cần số cũng còn rất là đẹp các anh chị nhé. Rồi,
Bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ các anh chị ha. Quan trọng vẫn là máy móc và động cơ nha. Tiền sẽ kiểm tra thật là chi tiết để các anh chị nhà mình ở tỉnh xa biết được chất xe thật sự của em này là như thế nào. Nếu được thì mình lên mình xem xe trực tiếp hoặc là chuyển khoản đặt cọc, bên Tiền sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị ha. Còn về chất xe thì các anh chị nhà mình yên tâm, bên Tiền khi bán xe ra thì có cam kết, có bảo hành bằng văn bản rõ ràng nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Ốc của nắp capo, keo chỉ capo các anh chị ha. Rồi, nhìn sơ giúp Tuyền nè, bên Tuyền thì nó không có xe lỗi nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Thật sự thì kiểm tra cho các anh chị nhà mình xem vậy thôi, chứ xe bên Tuyền một khi trước khi mà lấy về á thì bên Tuyền đã được mấy anh kỹ thuật kiểm tra rất là kỹ rồi thì mới mang xe về để phục vụ cho các anh chị ha. Rồi, ok nhá. Thì đóng lại nè. Bán tải thì hiện tại bên Tiền cũng còn nhiều xe lắm các anh chị. Bán tải bên Tiền còn một chiếc Navara đời 2017 số sàn một cầu nha, giá khoảng 376 triệu thôi. Còn Ranger XMS số sàn một cầu đời 2020 giá khoảng để Tiền nhớ xem, con đó là 536 triệu nha. Còn có Wildtrak bản 3.2 đời 2016 nè là khoảng 629 triệu các anh chị, rồi có cả 2017 nữa 656 triệu nha, rồi có cả Raptor màu đen đời 2018 luôn. Nếu mà các anh chị có quan tâm tới những chiếc xe thì vừa nêu á thì liên hệ Tiền đi, thì sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như là video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem ha. Nếu mà có thời gian rảnh thì Tiền sẽ lên một cái video tổng hợp những chiếc xe bán tải đang có mặt sẵn tại bên Tiền cho các anh chị nhà mình dễ tham khảo nha. Rồi Tiền nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị nha. Nissan Navara phiên bản L số tự động một cầu đời 2018 nha, được nhập Thái Lan nguyên chiếc đi khoảng 55.000 km rồi. Bên Tiền đang bán em này với giá là 479 triệu các anh chị ha. Giá ở đây Tiền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nha. Nếu các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhanh tay liên hệ Tiền qua số điện thoại bên dưới ha. Còn cần tư vấn chi tiết hơn về những thủ tục rút hồ sơ nè, thủ tục sang tên, thủ tục trả góp hay là thủ tục mua xe online và giao xe tận nhà của bên Tiền thì liên hệ Tiền đi, Tiền sẽ tính toán và tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha. Rồi đừng quên cho Tiền xin một like nè, để lại comment chia sẻ ý kiến cũng như là nhu cầu của các anh chị bên dưới nha. Và nhớ là bấm vào đăng ký kênh của Tiền đi, để khi có xe mới nhất bên Tiền về, Tiền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.